Mình sẽ chia sẻ về cách làm món thịt chiên nhé. Rất là ngon về thịt lợn ạ. Đây phần ba chỉ và phần vai ạ. Mình sẽ làm món thịt chiên và các bạn thái mỏng ra cho mình khoảng 0,2 đến 0,3 cm và bản to nhé. Và về ướp với một chút xíu hạt lêm này, dầu hào này, ướp cho nó ngấm cho nó ngon miếng thịt. Sau đó mình sẽ đi tẩm bột mình chiên. Mình ướp rất đơn giản thôi: hạt lêm, dầu hào, hạt tiêu. Thêm một quả trứng gà nữa vào. Và chúng ta trộn đều lên. Cho cái hỗn hợp này nó hòa tan với nhau ấy. Và nó ngấm vào. Trộn đều nhau và ướp khoảng 20 đến 30 phút nhé. Sau đó mình sẽ chuẩn bị bột chiên. Để mình tẩm ướp cùng. Đây các bạn, những miếng thịt để các bạn thái mỏng như vậy thôi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ để cho thịt nó ngấm. Sau đó chuẩn bị bột chiên giòn và bột chiên xù. Thịt xong nhé thì chúng ta sẽ chuẩn bị một khoảng 550ml nước và các bạn cho bột vào. Các bạn hòa tan cho bột chiên giòn nhé. Hòa tan cho nó sền sệt. Vì trứng mình ướp luôn vào thịt rồi cho nên mình không cần dùng trứng nữa. Này, và thành cái hỗn hợp sền sệt. Bên cạnh là bột chiên giòn mình xay, bột chiên xù mình xay cho nó nhỏ bớt để mình nhúng vào cho nó không xù quá, nó mịn hơn, nó ngon hơn. Đây là cái cách mình hay làm. Tùy theo mỗi căn nhà có thể các bạn không cần phải xay, như mình thì mình xay nhỏ bớt cái bột chiên xù. Đấy. Bạn quấy một lúc cho nó hòa tan như vậy. Rồi khi mà nó hòa tan xong nhé, rồi chúng ta sẽ nhúng cái thịt vào nhé. Đây, cái miếng thịt mà thái mỏng này, đấy, nhúng vào này. Bạn nào không thích thì có thể là cho vào chảo chiên luôn, không cần nhúng qua bột chiên mịn và chiên xù nữa, bột khô ấy. Còn nếu bạn nào muốn ăn nhiều lớp bột thì các bạn nhúng qua như mình như này. Đây, nhúng qua bên cạnh như này. Đúng. Chúng ta sẽ có một lớp bột mỏng như vậy. Đúng. Và chúng ta sẽ cho luôn vào chảo chiên. Đây, cái chảo bên cạnh đây. Chúng ta sẽ cho luôn miếng thịt vào cái chảo chúng ta chiên, cho lửa vừa nhé để nó không bị cháy và thịt nó sẽ chín từ từ nhé. Đấy là cái cách mình làm món thịt chiên xù, chiên giòn cho gia đình nhé. Cứ làm tương tự như vậy đến hết nhé. Và nhiều bạn thì sẽ không dùng thịt ba chỉ, nhưng mà nhà mình thì mình đã thử nghiệm rất là nhiều loại thịt và mình thấy thịt ba chỉ, thịt vai là ngon vì nó có cả mỡ cả nạc. Đây, đây miếng này miếng ba chỉ nhé. Vì khi chiên cái phần mỡ này nó sẽ teo đi bớt, thế nên nó sẽ rất là ngon luôn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào chảo. Đấy, những miếng khác các bạn làm tương tự nhé. Cứ cho lửa vừa để nó chín mà nó không bị cháy ấy, nhưng không cho nhỏ quá này, dầu nó sẽ ngấm ngược trở lại. Cho nhiệt độ tầm hơn 100 độ là được. Cứ khoảng 5 phút này các bạn lật một lần nhé. Đấy, khi mà nó cứng mặn như này này các bạn lật được rồi nhé. Cứ chiên đến khi mà nó giòn các mặn là được. Và lửa vừa khoảng 130 đến 150 độ.
khi miếng thịt nó vàng, nó giòn, nó rất là ngon như này rồi. Các bạn để lên cho nó ráo dầu nhé. Rồi chúng ta gắp ra. Đấy, mình cứ rán như vậy đến hết nhé. Mình sẽ có những miếng thịt lợn chiên cực kỳ ngon, và bên ngoài thì giòn, bên trong thì mềm, ngọt. Phần thịt mình vừa mới chiên xong ấy, còn một ít là đang chiên tiếp này. Các bạn nhìn thấy góc thịt nó rất là ngon, bên ngoài thì vàng ươm, bên trong thì mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem nhé. Đấy, bên trong nhé, mình sẽ cắt nhé. Đấy, các bạn nhìn không? Đấy, giữ được cái vị ngọt của thịt này, thịt mềm này. Đấy, để cắt miếng khác nhé. Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng kéo rất là giòn luôn. Thì bên trong vẫn giữ được cái độ ướt, được độ mềm của thịt nhé. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé, để gia đình có những bữa ăn ngon và đơn giản. Và cái quan trọng nhất là chọn thịt nhé. Thịt này thì phải dùng thịt ba chỉ, thịt vai nhé.